Thân chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở tiết trước, chúng ta đã được tìm hiểu một bài tiếng Việt rất hay, đó là trường tự vựng. Bây giờ thầy trò chúng ta hãy cùng nhau ôn lại bài cũ một chút nhé. Chúng ta chú ý câu hỏi thứ nhất, nhóm từ nào được sắp xếp vào trường tự vựng văn học? Trong 4 đáp án gợi ý, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được đó chính là đáp án D, tác giả, tác phẩm, nhân vật và cốt truyện. Câu thứ hai, những từ trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng nào? Thì các em thấy là trong 4 đáp án này chúng ta đã tìm được đó chính là liên quan đến hoạt động kinh tế. Khi làm bài về trường từ vựng, các em chú ý cho thầy hai bước. Bước 1 là các em phải kiếm được cái tổ hợp từ có nét chung về nghĩa, phải hai từ trở lên. Và bước thứ hai là các em phải đặt tên được cái trường từ vựng đó. Đây là cái bước mà các em thường hay quên nhất, các em chú ý nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu thứ ba. Hãy đặt tên trường từ vựng cho các từ sau: A. Hu hu, ư ử, róc rách, ầm ầm. B. Lấp ló, lờ mờ, nhấp nhô và mênh mông. Thì các em thấy là trong hai nhóm từ này, chúng ta đã biết được ở cái nhóm từ A, đó chính là liên quan đến trường từ vựng về âm thanh. Còn ở nhóm từ B thì sẽ liên quan đến trường từ vựng về hình ảnh. Những cái từ này người ta còn gọi chúng là từ tượng hình và từ tượng thanh. Vậy từ tượng hình và từ tượng thanh là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay nhé. Mục tiêu mà các em cần đạt được trong cái tiết học ngày hôm nay, thứ nhất các em phải hiểu được thế nào là từ tượng hình và từ tượng thanh. Thứ hai, các em phải có ý thức sử dụng từ tượng hình và từ tượng thanh để làm tăng thêm tính hình tượng, tính biểu cảm trong giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý cái ví dụ 1 trong phần 1 là mã đặc điểm công dụng sách giáo khoa trang 49. Thì chúng ta chú ý những cái từ ngữ in đậm, ví dụ như là mớm mém, hu hu, ư ử, sòng sọc, vật vã, rủ rượi, sọc sệt và sòng sọc. Thì chúng ta thấy rằng là những từ như là mớm mém, sòng sọc, vật vã, rủ rượi, sọc sệt và sòng sọc, thì đây là những từ lấy mà các em thấy thường là sẽ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Những từ nào mà gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái như thế thì ta gọi chúng là từ tượng hình. Và chúng ta thấy rằng là trong ví dụ trên chúng ta cũng phát hiện được hai từ, đó là từ hu hu là gợi tiếng khóc của một con người, hay là ư ử là tiếng rên nhỏ, tiếng kêu của một con vật. Thì những từ nào mà mô phỏng âm thanh của thế giới tự nhiên của con người ta gọi chúng là từ tượng thanh. Như vậy các em thường thấy một cái đặc điểm, đó là những cái từ tượng hình hoặc là những cái từ tượng thanh đều là những từ lấy. Nhưng các em không được hiểu ngược lại là phải bắt buộc là từ lấy thì mới gọi là từ tượng hình, là từ tượng thanh là sai. Bởi vì cũng có những cái từ tượng hình, từ tượng thanh không phải là từ lấy. Ví dụ như là rầm là từ tượng thanh, hoặc là ngã chổng quèo thì chổng quèo không phải là từ lấy. Thì các em chú ý giùm thầy những cái chi tiết này nha. Bây giờ thầy có một cái bài tập nho nhỏ dành cho các em qua bằng tranh ảnh. Tìm từ tượng hình và từ tượng thanh phù hợp với nội dung của bức tranh sau đây. Thì các em thấy trong bức tranh này chúng ta có thể tìm được một cái từ tượng hình, đó chính là lấp lánh. Rồi đây là dáng của một cái người lớn tuổi, họ đi dáng như thế nào các em? Lom khom, đúng rồi. Tiếp tục nha các em. Hai bức tranh này gợi cho chúng ta được cái hình ảnh gì? Ở bức tranh đầu tiên đó là cái con đường ngoằn ngoèo. Còn bức tranh này thì các em thấy là gợi cho chúng ta được cái ánh sáng rực rỡ chói chang của mặt trời. Nãy giờ chúng ta tìm được từ tượng hình hơi nhiều, đúng không nào? Bây giờ chúng ta chú ý những cái bức tranh sau đây để chúng ta tìm được cái từ tượng thanh. Ở bức tranh này thì chúng ta thấy nó gợi cho chúng ta âm thanh gì các em? Mặc dù chúng ta chỉ nhìn hình ảnh thôi, có thể gợi cho chúng ta được âm thanh ầm ầm hoặc là róc rách của tiếng thác nước, đúng không nè? Mưa thì sao các em? Mưa thì rào rào, hoặc ở đây là gợi cho chúng ta cái âm thanh của một cái tiếng sấm chớp, đó là tiếng đùng đùng. Thì ầm ầm, róc rách, rào rào, đùng đùng thì chúng ta biết rằng nó chính là từ tượng thanh. Chúng ta có thể dựa vào 4 tranh ảnh sau đây và các từ cho sẵn, chúng ta hãy lựa chọn những cái từ ngữ thích hợp để đặt câu tương ứng với mỗi tranh ảnh.
ví dụ xối xả, khúc khuỷu, lập lòe, lắc lư, ầm ầm, thước tha hoặc là lững thững. Thì chúng ta có thể thấy, ví dụ như ở đây thì mình mưa xối xả như trút nước, hoặc là cái con thuyền lắc lư theo sóng nước, thác thì đổ ầm ầm, hoặc là những tà áo dài thước tha trong gió. Bây giờ thầy và chúng ta có một cái câu hỏi suy ngẫm như thế này. Các em chú ý câu hỏi là cho những câu văn sau, ví dụ như đêm nay trăng tròn quá. Câu 2, gió mạnh dần lên, mấy chiếc thuyền cứ nhô lên nhô xuống theo từng đợt sóng. Đầu đây có tiếng suối chảy nhẹ. Bây giờ yêu cầu của bài tập đó là hãy thay những từ in nghiêng đậm bằng những từ tượng hình, từ tượng thanh tương ứng. Rồi, thầy cho các em khoảng ít giây để suy nghĩ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy được, chúng ta có thầy có những cái gợi ý đáp án như thế này. Thay vì nói như vậy, chúng ta có thể thay bằng đêm nay trăng tròn vành vạnh, hoặc là gió mạnh dần lên, mấy chiếc thuyền cứ nhấp nhô theo từng đợt sóng, đầu đây có tiếng suối chảy róc rách. Được không nào? Chúng ta đã thay bằng những cái từ tượng hình. Như vậy chúng ta so sánh với những câu không dùng từ tượng hình, tượng thanh, em thấy những câu văn trên có giá trị biểu cảm như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là những cái câu mà có sử dụng những cái từ tượng hình và từ tượng thanh thì nó sẽ có cái giá trị gợi hình, gợi âm thanh và nó mang cái tính biểu cảm cao hơn. Đây chính là phần tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh. Chính vì những cái tác dụng hay này, hay ho này mà Kem thấy rằng là những cái từ tượng hình, từ tượng thanh thường hay được sử dụng trong văn miêu tả hoặc là trong văn tự sự. Rồi, sau đây là phần ghi bài, các em chú ý ghi thật cẩn thận vào vở của mình nhé. Tiết 15, từ tượng hình, từ tượng thanh, một là mã đặc điểm công dụng. Thì các em thấy từ tượng hình là các từ gợi tả được hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Còn những từ tượng thanh là những từ mô phỏng được âm thanh của thế giới tự nhiên của con người. Các em nhớ giùm thầy là nó phải mô phỏng được âm thanh nha. Cái âm thanh nó phát ra phải hợp lý nữa nha các em. Công dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh đó là gợi hình ảnh âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao và thường được dùng trong văn miêu tả và tự sự. Thầy cho các em một ít thời gian để các em có thể chiêm nghiệm lại cái lý thuyết mà thầy vừa cung cấp cho các em. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghi vào vở nha các em. Cái sơ đồ này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập bài 1 sách giáo khoa trang 49. Thì câu hỏi của bài tập đó là tìm từ tượng hình và từ tượng thanh trong những câu sau đây. Thằng Dần vụt đầu vừa thổi vừa hút soàn soạt, chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch, rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Cây Lệ tát vào chị một cái đánh bóp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu, rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu xu. Đây là đoạn trích trích trong tác phẩm Tức Nước Bờ Bờ của Ngô Tất Tố. Chúng ta theo dõi thì chúng ta đã tìm được những từ tượng hình như là từ rón rén nè kem, lẻo khẻo, chẩm quèo. Còn từ tượng thanh thì chúng ta nghe được âm thanh của tiếng xoàng xoạc, bịch hoặc là bóp. Thì đó là những cái gợi ý về phần đáp án trong cái bài tập số 1 trong sách giáo khoa nha các em. Bài tập số 2 và bài tập số 3 thì các em về nhà các em làm cho thầy. Các em chú ý cho thầy tiếp tục bài tập số 4. Người ta yêu cầu chúng ta hãy đặt câu với các từ tượng hình, từ tượng thanh sau đây. Ví dụ như lắc rắc, lả chả, lấm tấm, khúc khuỷu, lập lòe, tích tắc, lập bợp, lạch bạch, ồm ồm và vào. Thường nguyên tắc đặt câu thì các em chú ý giùm thầy. Thứ nhất là đầu câu các em phải viết hoa, cuối câu các em phải có dấu câu, đúng không nào? Và câu các em đặt nó phải có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng và phải có ý nghĩa rõ ràng nữa nha các em, chứ không được đặt một cái câu tối nghĩa. Và kế đó là
khi các em đặt xong một câu, các em phải gạch chân dưới cái yếu tố tiếng Việt cho rõ ràng nha. Thì đây là tổng cộng là các em phải đặt tổng cộng là 10 câu. Thầy có một số gợi ý 5 câu thôi, rồi sau đó các em về các em cũng làm cho thầy những cái câu còn lại, hoặc là các em đặt 10 câu lại cho thầy. Ví dụ như từ lắc rắc thì thầy có gợi ý là ngoài trời mưa vẫn còn rơi lắc rắc. Hoặc là sau khi làm việc nhà xong, khuôn mặt mẹ đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Đàn vịt bầu đang chạy lạch bạch về chuồng. Cơn bão đến, mưa ầm ầm, gió ào ào trông rất đáng sợ. Đoạn đường vào nhà nội của tôi quanh co khúc khuỷu. Các em có thể đặt những câu khác, như vậy về nhà các em cũng đặt cho thầy và các thầy cô khác 10 câu này vào trong vở bài tập của mình. Các em chú ý nha. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 5 trang 50. Sưu tầm một bài thơ, một đoạn thơ nó có sử dụng các từ tượng hình thì từ tượng thanh mà em cho là hay. Thì thật ra trong chương trình lớp 6 và lớp 7, các em đã học rất nhiều những cái bài thơ, những cái câu thơ có liên quan đến từ tượng hình và từ tượng thanh. Ví dụ như bài lớp 6 lượng là chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Côn sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai, hoặc là lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Đây là những cái từ tượng hình, đây là từ tượng thanh nè. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Thì đó là những cái ví dụ, những cái bài thơ, đoạn thơ mà các em đã được tìm hiểu ở chương trình những năm trước, lớp 6, lớp 7. Để củng cố cái kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh thì thầy có một cái bài tập nho nhỏ cho các em, đó là phân biệt từ tượng hình và từ tượng thanh trong ví dụ sau đây. Các em chú ý, chúng ta có những cái từ như là gập ghềnh, lác đác, xào xạc, ầm ầm, vo ve, chối chang, rào rào, ríu rít hoặc là lúi húi. Thì bây giờ chúng ta thấy những cái từ mà thầy đưa ra, thì chúng ta thấy chín từ này thì những từ nào sẽ là từ tượng thanh và những từ nào sẽ là từ tượng hình. Các em theo dõi nha. Rồi thầy cho các em khoảng lặng một chút xíu để chúng ta tự có cái đáp án cho riêng mình. Rồi các em xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ so chiếu lại với đáp án của thầy để chúng ta xem coi mình đúng hay không nha. Ví dụ như chúng ta thấy từ vo ve là từ tượng thanh nè. Từ xào xạc là từ tượng thanh nè. Chúng ta có từ ầm ầm. Chúng ta có từ rào rào. Và chúng ta có được từ ríu rít. Như vậy bốn từ còn lại chúng ta thấy nó chính là từ tượng hình. Như vậy các em nhớ cho thầy, từ tượng hình phải là những từ mô phỏng được. Xin lỗi, từ tượng hình là những từ phải gợi được hình ảnh âm thanh. Gợi được hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Còn những từ tượng thanh phải là những từ mô phỏng được âm thanh của thế giới tự nhiên của con người. Rồi, sau đây các em chú ý cái phần hướng dẫn về nhà của thầy. Các em thực hiện tốt những yêu cầu sau đây. Thứ nhất, các em phải nắm vững được cái khái niệm và cái tác dụng của từ tượng hình và từ tượng thanh. Thứ hai là các em phải hoàn thành cho thầy và các quý thầy cô khối 8 các bài tập 2, 3, 4 trang 49 và 50. Các em sẽ làm vào vở bài tập nha các em. Và các em cũng xem trước bài tiếng Việt tiếp theo mà chúng ta chuẩn bị sẽ học, đó là bài từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. Tiết hướng dẫn bài tiếng Việt tiết 15 từ tượng hình và từ tượng thanh của thầy đến đây là kết thúc. Các em theo dõi kỹ video clip này, có thắc mắc gì thì các em có thể trao đổi với các giáo viên phụ trách lớp của chúng ta. Thầy thân chào cả lớp nha.